anh Hoàng Thảo nè, cho em xin một bài hát đi anh cứ bình luận thoải mái đó nha. Cảm ơn anh Hoàng Thảo đã luôn luôn ủng hộ shop Mai Hải Long nha. Xin chào anh, cảm ơn anh nha. Ok, anh Đức Quán bây giờ muốn nghe bài gì nữa cả nhà? Bây giờ nghe bài gì vui 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 giống như cái bài Tây Vương Nữ Quốc. Bây giờ có cái Tây Vương Nam Quốc nào ông ta cho em vô đó chơi với. Ok, đêm mưa nhớ mẹ. Rồi, quốc lô nha, đêm mưa nhớ mẹ nha cả nhà. Đêm mưa nhớ mẹ. Rồi, từ từ nha, ai cũng có phần nha. Cả nhà mình yêu cầu nhiều lên, em sẽ từ từ lần lượt em sẽ trả nợ hết nha. Em sẽ trả bài hết nha anh chị nha. Không quen không biết gì cũng trả luôn á. Ok, nếu anh đừng hẹn. Em chào anh Bảo Bách ạ, nếu anh đừng hẹn. Ok anh, sau bài này em sẽ hát tặng anh Bảo Bách bài này nha. Anh Bảo Bách cho em xin một chia sẻ để lấy động lực em hát. Anh nếu anh đừng hẹn cho hay để em tặng cho anh nha. Tặng anh bài Chân Ái. Anh Hoàng Ali tặng anh bài Chân Ái. Ok anh. Trời xíu nữa cả nhà nhớ nhắc lại em nha. Em não em nó hay bị văng ra ngoài đó. Em nói một hồi não em nó văng ra ngoài, em không có nhớ gì hết. Đêm nay nghe tiếng mưa con ngồi đây nhớ mẹ ở quê nhà. Mẹ bây giờ có nhớ con không? Tuổi mới hai con phải xa gia đình, coi cô đơn một mình nơi xứ lạ người xa. Anh nhớ mẹ nhỏ hay mẹ lớn vậy anh? Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nức nở. Tuổi thân con khờ nó đói biết nhờ ai. Đời nỗi trôi đâu biết đến ngày mai. Được mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ nhỏ làm sao. Mẹ đẻ hả? Em tưởng đâu anh nhớ mẹ nhỏ nhiều hơn mẹ đẻ chứ. Mẹ ơi, mẹ ơi, mong sao năm tháng xưa quay về để được ngồi nghe mái ấm của tình thương, để được nghe câu hát mẹ ru con bên mái tranh lạnh lùng nhưng thấm đượm tình thương. Cảm ơn anh Bách ạ. Bao nhiêu biến đổi tóc mẹ đã mai màu vì dài nắng dầm sương, rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương. Được mắt con tôn trao ôi nhớ mẹ nhỏ làm sao. Xin chào anh Nguyễn Đức Sim ạ. Chào anh, cảm ơn anh ạ. Anh em cái gì không biết, em chỉ có một cái không, em chưa biết đó là tại sao đàn ông trên đời này có một câu hỏi mà em chưa có biết thôi, còn lại cái gì em cũng biết hết nha cả nhà. Có một cái dấu chấm hỏi lớn đó là đàn ông thôi, chứ còn cái gì trên đời này em cũng biết hết đó. Đêm nay nghe tiếng mưa lòng còn sao nức nở. Tuổi thân con khờ nó đói biết nhờ ai. Đời nỗi trôi đâu biết đến ngày mai. Được mắt con tuôn trào ôi nhớ mẹ làm sao. Cảm ơn anh Nguyễn Đức Sim ạ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Một chia sẻ nha. Mẹ ơi, mẹ ơi, con mong sao năm tháng xưa quay về để được ngồi bên mái ấm của tình thương, để được tình
Cương đâu rồi, đừng có khóc nha Cưng. Nghe bài này đừng có khóc nha. Qua bao năm tháng trôi, đời bao nhiêu biến đổi, tóc mẹ đã hai màu, chỉ dài nắng dầm sương. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao. Rồi từng đêm mưa rơi thêm nhớ thương, nước mắt con tuôn trào, ôi nhớ mẹ làm sao. Anh Lê Giang, anh đang đi làm ở đâu vậy anh? Anh Lê Giang đang đi làm ở đâu vậy ạ? Anh làm ở nước ngoài hay là ở Việt Nam anh ha? Ok, ok anh Giang nha, em cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi livestream của em cho đến lúc này. Xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã yêu mến cũng như ủng hộ cho em. Anh ở Hàn Quốc, ok anh Giang nè. Khi nào về Việt Nam nhớ cho em xin gặp mặt một buổi mặt cấp fan hâm mộ nha. Anh ơi, chừng nào về Việt Nam á anh em.